Đây là chiếc điện thoại mạnh nhất của IQ thời điểm hiện tại và nó giống như cái sự like của K70 Pro với K70 Ultra kết hợp với nhau vậy. Chính vì thế nên chúng ta sẽ có một cái mức giá khá là cao nha. Chiếc điện thoại này cũng là lần đầu tiên mình được cầm trên tay và lên sóng các bạn ạ. Vivo IQ Neo 9S Pro Plus, con máy có tên rất là dài, một chiếc điện thoại mà vừa con chip cực khủng mà lại còn vừa trang bị một cái viên pin siêu to nữa. Thì con máy này nó sẽ dành cho ai và nhược điểm của nó là gì? Ai sẽ là người không phù hợp? Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Cái hộp của bọn IQ Vivo thì con nào cũng giống nhau các bạn nhé. Nó sẽ là hộp màu đen và khá là dẹt như thế này. Con này nó sẽ sử dụng sạc là 120W, một cái công suất rất là cao. Với chiếc điện thoại này thì mình hiện tại là về được hai cái màu sắc trước. Đầu tiên là màu xanh pha trắng, một màu sắc rất đặc biệt luôn. Thì khung của con này cũng sẽ là màu xanh luôn này. Đấy, khung vuông nhé. Thiết kế bọn này thì khá giống cả chiếc IQ Neo 9 mà thời gian trước mình đã lên sóng cho các bạn rồi. Thì với màu này, cái phần này nó sẽ là kiểu gần như kiểu da sinh học. Có những cái đường chỉ may này, chỉ khâu này, cũng cam được làm cũng gọn gàng thôi. Và cái phần trắng này nó sẽ có những họa tiết kiểu như robot các bạn, khá đẹp. Với phiên bản màu trắng thì nó sẽ là họa tiết kiểu chấm chấm li ti, không biết các bạn có nhìn rõ không, và nó sẽ làm theo dạng là nhám nhá. Thì khung con này cũng là màu trắng luôn chứ không phải khung màu bạc. Màu trắng này nhìn rất là nhã nhặn, trắng này có vẻ trai gái đều có thể sử dụng được. Còn màu xanh pha trắng này thì nó sẽ độc đáo hơn nhá. Màu đen thì mình chưa về, hẹn các bạn ở những cái video sau. Và tại sao mình bảo chiếc điện thoại này gần như là nó lai giữa K70 Ultra và K70 Pro? Thì cái điểm mạnh nhất trên con K70 Ultra đó chính là viên pin 5500. Và điểm mạnh nhất trên con K70 Pro là con chip Snap 8 Gen 3. Thì chiếc máy này nó có cả hai cái đấy luôn. Và cái mức giá của IQ Neo 9S Pro Plus rồi phiên bản 12/26 bây giờ nó cũng khá là cao các bạn nhá. Nó là 10.x củ. Đấy, không hề rẻ một chút nào cả. Thì đây, mình đã chấm điểm AnTuTu lần đầu tiên, nó rơi khoảng là 2.039.000 điểm. Nó có chip Snapdragon 8 Gen 3, mà. Có chip mạnh nhất của Qualcomm thời điểm tại 4nm, có hỗ trợ 5G và chuẩn bên trong của nó là chuẩn 4.0. Trong cái quá trình chấm thì mình thấy là máy tăng 10,3 độ C và giảm chỉ có 4% pin thôi các bạn ạ. Phần pin thì mình thấy là tối ưu khá ngon. Ok, đây là những cái thông số khác của con Neo 9S Pro Plus. Chỗ này thì nó đang không đề RAM là sử dụng chuẩn nào, nhưng mà thường thì những con máy mà cấu hình kinh khủng khiếp như thế này thì nó yên tâm thôi, nó sẽ là những cái loại chuẩn RAM rất là khủng khiếp. Chưa dừng lại đó, với những chiếc điện thoại của IQ thì các bạn luôn có cái chế độ Master ở đây. Các bạn bật nó lên, nó sẽ hiện chữ M ở phía trên, giúp cho cái hiệu năng các bạn tốt hơn. Hầu hết là những con máy IQ mà mình đã từng trải nghiệm qua, nếu mà chơi game trong đúng cái sức mạnh của con chip nó có thể làm được. Thế là cái khả năng lock FPS của bọn IQ rất là ít, gần như là họ không bị lock FPS luôn. Tiếp theo nữa là các bạn thấy là khi mà mình chấm điểm AnTuTu đúng không, nó hết có 4% pin rồi. Và viên pin được trang bị trên chiếc IQ Neo 9S Pro Plus này thì nó sẽ là 5500 mAh. Và những con máy mới ra như vậy thì nó sẽ còn 100% dung lượng tối đa. 5500 nó là viên pin rất là khủng các bạn nhé. Với một thế giới Android, con này thì độ mỏng của nó có 8mm thôi, và cái trọng lượng của nó chỉ có khoảng 193-198g thôi. Mà nhét được một cái viên pin như thế là cực kỳ ấn tượng. Hơi tiếc trên con Neo 9S Pro Plus là nó chưa được trang bị cái tiêu chuẩn chống nước cao như kiểu IP68 hay 69 nha. Và cũng hơi tiếc là nó chưa có công nghệ sạc không dây, bù lại thì nó có công nghệ sạc ngược. Vân tay con này là vân tay dạng quang học đặt phía bên trong màn hình nhá. Về viền màn hình trên chiếc IQ Neo 9S Pro Plus này thì vẫn ok thôi. Con Neo 9 như thế nào thì cái con 9S Pro Plus này nó cũng gần như vậy. Nó là một cái viền màn hình khá là mỏng các bạn ạ. Ở LTPO AMOLED 1 tỷ màu, tần số quét cực cao nhé. Tần số quét là 144, độ sáng 1400 nits, kích thước 6.78 inch và độ phân giải là 1.5K. Mình trải nghiệm màn hình trên con Neo 9S Pro Plus này thì mình thấy là nó cũng khá giống với con Neo 9 hồi xưa mình sử dụng, không quá nịnh mắt. Đấy, mọi thứ được làm cũng khá rõ ràng, bởi vì cái màn hình 1.5K thì nó đã đem lại cho bạn một cái mật độ chi tiết là 453 ppi rồi, rất là nét nha. Con này thì ở phía trên của nó có hai cái lỗ, thì có thể là một lỗ mic và một mắt hồng ngoại loa. Con IQ này đúng là loa nó không thể tốt bằng được so với Xiaomi nhỉ. Loa to nhưng mà về độ ấm thì mình chưa thực sự đánh giá cao. Không chỉ là IQ Neo 9S Pro Plus đâu, đây là cái dòng sản phẩm chuyên để chơi game nhá, của nhà IQ, hướng đến chơi game, sorry các bạn. Thì kể cả những con kiểu IQ 12 Pro ấy thì loa của nó cũng không bằng Xiaomi. Thì mỗi hãng nó sẽ có một cách tối ưu khác nhau thôi. Hiện tại thì chiếc điện thoại này mình vừa mở ra đã thấy có những phần cập nhật phần mềm rồi.
để giúp cho máy ổn định hơn. Đấy, gọi là những cái bản vá vào mặt các bạn ạ. Máy thì có sẵn tiếng Việt nhá, không cần phải cài đâu. Mở ra là cái phần ngôn ngữ là đã có sẵn tiếng Việt rồi. Còn IQ này thì mình thấy là cái khả năng tối ưu thông báo của nó thì sẽ tốt hơn so với Xiaomi. Thì đây cũng là một cái điểm ăn tiền. Bình thường thì hồi xưa mình sử dụng con Vivo Exynos, mình hay vào cái phần thông tin này, mình hay vào cái phần thời lượng pin này, rồi quản lý mức tiêu thụ pin dưới nền này, và mình chọn cái mức là mức sử dụng pin cao dưới nền, thì nó có một khả năng thông báo khá ngon. Đấy, đấy là cái với con Vivo Exynos thì mình hay làm như vậy, nó sẽ tối ưu một cái phần nào. Con này thì camera selfie của nó độ phân giải là 16 chấm và cam sau của nó độ phân giải là 50 chấm, có chống rung học. Và đặc biệt là cam ultra wide của con này cũng 50 chấm luôn. Nhưng dù gì nói thì nó cũng là chiếc điện thoại hướng đến đối tượng chơi game. Về chất lượng chụp ảnh của nó cũng sẽ ở cái mức là trung bình khá thôi các bạn nhé. Bức ảnh đầu tiên là mình chụp cận cảnh của bông hoa. Bông hoa này thì khi mình zoom to lên thì màu sắc của nó khá là trung tính các bạn ạ. May là những cái vùng xung quanh ấy nó không kiểu bị blur quá. Một số con nó xử lý nó hơi bị ngáo ngơ thì nó sẽ bị blur quá nhiều những vùng xung quanh để làm cho cái bức ảnh nó không kiểu được sướng mắt ấy. Và đây là bức ảnh chụp điều kiện ngoài trời sáng. Máy sẽ tự động bật HDR lên. Các bạn xem trên điện thoại này các bạn sẽ thấy cái vùng này nó cực kỳ sáng này. Nhưng mà nếu mà mình để trên màn hình máy tính ấy thì các bạn sẽ thấy cái chỗ này nó bị tối lại một chút đúng không? Với một cái bức ảnh đầy đủ sáng thì mình thấy con Neo 9S Pro Plus này nó vẫn trung tính. Nó không được làm tươi. Mỗi máy nó sẽ có một cái cách xử lý màu khác nhau. Những cái vùng tối của con Neo 9S Pro Plus này thì rõ ràng nó sẽ hơi bị gai nhẹ một chút rồi các bạn ạ. Nó sẽ không phải là một con máy chuyên quá nhiều về khả năng chụp ảnh, hay nói cách khác là nhiếp ảnh gia được, đúng không? Một con máy chuyên về hiệu năng mà. Đây là mình quay phim nhá. Con này thì có chống rung quang học, mình đang đi bộ ở mức bình thường thôi. Ước gì mà màu trên con Neo 9S Pro Plus này tươi hơn một chút thì chắc có lẽ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Mọi thứ ở mức trung bình khá thôi. Thì đó là những cái chia sẻ nhanh của mình về chiếc Neo 9S Pro Plus. Ở trong tầm tiền hơn 10 triệu thì con điện thoại này nó đắt hơn khoảng tầm là 1 triệu so với K70 Pro và K70 Ultra. Bù lại thì các bạn sẽ có sẵn tiếng Việt, khả năng thông báo tối ưu tốt hơn, có màn hình LTPO rồi. Và quan trọng nữa là các bạn kết hợp được hai đặc điểm, đó chính là viên pin trâu 5500 và con chip cực mạnh Snap 8 Gen 3 với điểm số AnTuTu cực kỳ khủng khiếp, hỗ trợ sạc nhanh 120W. Thì mình cũng sẽ hẹn test game cho các bạn về chiếc Neo 9S Pro Plus này ở video lần sau nhá. Một chiếc máy khá là hay, giá cao, nhưng mà những thứ mà chúng ta bỏ tiền ra đánh đổi để hướng đến một chiếc điện thoại chơi game thì tương đối xứng đáng nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.